Quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến câu chuyện anh hùng đời thực, cũng là chiến sĩ công an đã cứu 4 người đuối nước ở biển Vũng Tàu. Vụ việc sau đó được người dân quay clip, đưa lên mạng xã hội và đã nhận được hàng trăm lời bình luận chia sẻ về hành động dũng cảm của Trung úy Hiếu. Ngoài ra với một số người cũng chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Vậy trước việc làm này, đại úy Thái Ngô Hiếu nói gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Toàn cảnh vụ việc, Cụ thể, ngày 10 tháng 4, bãi tắm ở biển Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu đã xảy ra sự việc nhóm 4 du khách đuối nước. Hậu quả vụ việc khiến một người tử vong, ba người khác may mắn được cứu. Gây chú ý, trong lúc nhóm du khách gặp nạn, đã xuất hiện một người đàn ông phối hợp với người dân tìm cách cứu nạn. Anh là người đã xanh giật lại sự sống cho ba nạn nhân trong vụ việc. Anh là Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc đội chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ khu vực Trảng Bom, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai. Trong lúc đi du lịch cùng gia đình, nghe có tiếng người dân kêu cứu, anh Hiếu đã nhanh chóng ứng cứu sơ cứu cho các nạn nhân. Trên báo dân trí, Trung úy Hiếu 33 tuổi cho biết, thời điểm gặp nạn khu vực tắm biển chỉ có nhóm nạn nhân và gia đình anh ở đó. Bờ đá nhân tạo khu vực nơi các nạn nhân tắm biển dài khoảng 40m, cách bờ hơn 30m. Mặt trong của bờ đá không có sóng, ban đầu các nạn nhân tập trung ở đó, sau đó gặp sóng lớn bất thường nên họ đã níu lấy nhau bị sóng cuốn ra xa. Bơi đến nơi anh Hiếu treo lên bờ đá, nhìn xuống thấy cả nhóm đang lịm dần. Sóng cuốn họ ra biển cách bờ đá hơn 10 mét. Trong đó thì có cô gái đã ngất xỉu, được một nam thanh niên đang ôm chặt. Anh Ngô Hiếu nhảy xuống bơi đến nơi và dùng tay đánh mạnh vào tay nam thanh niên, tách hai người ra. Anh kéo cô gái và đẩy thêm hai thanh niên khác vào bờ cùng lúc. Lúc đó thì Hiếu nghe tiếng bạn bè trên bờ vọng ra. Hiếu ơi cẩn thận, đừng cố sức, nhưng không kịp nghỉ anh hiếu quay trở lại lập tức may mắn vừa bơi đến nơi người dân địa phương đã kịp có mặt cứu thêm được hai người gặp nạn nữa người cuối cùng sau đó được anh hiếu kéo vào bờ an toàn trung úy thái ngô hiếu kể rằng trước đó tôi đã tắm biển khá lâu người thấm mệt nên mọi người sợ tôi không đủ sức cứu các nạn nhân có khi lại ảnh hưởng tới tính mạng nhưng lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ làm sao cứu được hết nhóm bạn trẻ tôi là một chiến sĩ cứu hộ cứu nạn lương tâm không cho phép tôi dừng lại Khác với những người bạn, chị Vân Anh 33 tuổi, vợ anh Hiếu không cản chồng mà cổ vũ tiếp sức tinh thần cho anh bơi ngược ra biển lần hai cứu người. Sau khoảng 10 phút, Hiếu đã đưa được bốn người vào bờ an toàn. Tuy nhiên có nạn nhân tím tái, có người nằm bất động, dấu hiệu ngưng thở, ngưng tim. Trung ý Hiếu lao ngay đến liên tục hô hấp nhân tạo, ép tim, ép ngực. Người nguy kịch nhất đã tỉnh lại sau khoảng 2 phút cấp cứu kịp thời, được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Sự việc được một người bạn trong nhóm của Hiếu ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội được nhiều người quan tâm. Trung Uy Hiếu cho biết đây không phải là lần đầu tiên anh cứu người. Anh Thái Ngô Hiếu cũng từng là tấm gương người tốt việc tốt của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào năm 2021. Là chiến sĩ công an nhân dân, anh từng tham gia vào nhiều vụ việc rất nguy hiểm, khó khăn. Anh tham gia nhiều vụ cứu hộ như là xe tải mất phanh lao xuống hồ vào ngày 7 tháng 12 năm 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ sập đổ công trình xây dựng tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom. Tuy nhiên, với anh trung úy trẻ, lần cứu người này lại được xem là kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh vì cứu sống được cùng lúc được nhiều người. Việc làm được cộng đồng mạng lan tỏa liên quan đến sức khỏe của các nạn nhân vụ đuối nước. Ngày 11 tháng 4, giám đốc bệnh viện Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Hương cho biết, sức khỏe bệnh nhân cuối cùng vụ đuối nước xảy ra vào ngày mùng 10 tháng 4 đã qua cơn nguy kịch, đang hồi phục. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hương, giám đốc bệnh viện Bà Rịa, sáng ngày mùng 10 tháng 3 bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu 4 bệnh nhân bị đuối nước, trong đó một người rất nguy kịch. Trước đó, nhóm bạn trẻ gồm 10 người ở thành phố Hồ Chí Minh đến một khu du lịch ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, thuê phòng chơi lễ vào khoảng 8 giờ sáng cả nhóm ra bãi biển tắm chụp ảnh thì thủy triều dâng cao và cuốn tất cả ra xa năm người trong nhóm ba nữ hai nam bị sóng cuốn ra bờ đuối nước những người xung quanh nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng cứu nạn đưa được bốn người vào bờ trong tình trạng kiệt sức một nạn nhân mất tích và được tìm thấy thi thể cách hiện trường vài trăm mét vụ việc sau đó được người dân quay clip đưa lên mạng xã hội và đã nhận được hàng trăm lời bình luận chia sẻ về hành động dũng cảm của trung úy hiếu ngoài ra một số người cũng chia buồn cùng gia đình nạn nhân Đại úy Thái Ngô Hiếu kể thời khắc lao mình xuống biển cứu được bốn người đuối nước. Sau hành động dũng cảm này, lập tức sáng ngày 11 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương khen ngợi Trung úy Thái Ngô Hiếu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai vì đã có hành động dũng cảm cứu được 4 người bị đuối nước tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sáng mùng 10 tháng 4. Cùng ngày đại tướng Tô Lâm bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy cho chiến sĩ Thái Ngô Hiếu, sinh năm 1989 vì có thành tích đặc biệt xuất sắc. Trả lời báo chí, đại úy Thái Ngô Hiếu bày tỏ rất vui khi được chủ tịch nước khen ngợi. Dù vậy anh cho biết bản thân không hề chờ đợi việc được khen thưởng hay công nhận sự xả thân của mình từ người khác. Mọi hành động cứu người của anh đều xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm của chiến sĩ cảnh sát cứu nạn cứu hộ. Đại úy Thái Ngô Hiếu nói, mình không nghĩ sự việc cứu 4 người hôm qua ở huyện Long Điền mới đây lại được nhiều người quan tâm như vậy. Trước tới giờ mình cũng đã cứu sống được rất nhiều người đối nước, còn cứu người gặp nạn ở các sự kiện khác thì nhiều quá không nhớ nổi. Kể về thời khắc lao mình xuống biển cứu 4 nạn nhân khỏi tay hà bá, Đại úy Thái Ngô Hiếu chợt nhận ra, mà hành động cứu người của anh thời điểm đó đều theo quán tính tự nhiên, trước đến nay luôn như vậy. Đại úy Hiếu kể lại, lúc đó khoảng 9 giờ sáng, tôi đang tắm tại bãi tắm, cách nhóm bạn trẻ khoảng 9 đến 10 người, tầm 30 mét. Đang tắm thì thấy một bạn nam hốt hoảng chạy như đang hoảng loạn. Với kinh nghiệm từng cứu nhiều người chết đuối, đoán có chuyện không lành nên tôi lập tức chạy tới, bơi ra khu vực các bạn đó. Tới khu vực nhóm thanh niên đang tập trung, Đại úy Hiếu thấy phía xa có một nhóm đang ôm nhau dập dìu dưới nước. Không chần chừ anh lập tức nhảy xuống nước, leo qua vách đá và bơi đến chỗ người đuối nặng nhất. Sau khi đẩy được ba người vào bờ, anh Hiếu tiếp tục quay ra cứu thêm một nạn nhân khác. Đại úy Hiếu kể thời khắc xả thân cứu người. Thời khắc đó mình không thể trần trừ được, diễn ra nhanh lắm. Lúc tôi leo qua vách đá, chân bị rách hết, nhưng lúc đó không biết, xong xuôi mới thấy đau và biết chân chảy máu. Lúc tôi đứng tạm thì thấy là phát hiện là một nam thanh niên chạy dọc theo cái bờ đá, vẫy tay thì bằng cái cái, cái, cái kinh nghiệm của mình trong nhiều năm làm công tác cứu nạn cứu thì tôi cảm nhận đấy là có chuyện chẳng lành nên là tôi đã lập tức là bơi từ cái vị trí đứng tạm là cách chỗ giải à, đá khoảng 30 mươi mét thì tôi đã bơi tới và sau khi tôi leo lên giải đá thì thấy một nhóm thanh niên đang ôm nhau gọi là người thì níu tay hiệu chân à, thì tôi liền là nhảy xuống và cứu được là lúc lần đầu tiên ấy, là cứu được ba người là ốm nhau là tức là người thì ốm nhau người thì kẹo nhau tôi là đưa được vào bờ thì sau khi là tôi đưa, đưa, đưa nạn nhân vào thì uh, tôi tiếp tục quay ngược trở ra để cứu nạn nhân qua lại chia sẻ về công việc của mình đại úy Thái Ngô Hiếu cho biết công việc của anh chuyên cứu nạn cứu hộ được tập huấn bài bản với kinh nghiệm làm nghề nhiều năm anh đã tiếp cận hàng trăm vụ việc đại úy Hiếu cho hay nếu mà nói cứu được người đối nước sống thì tầm chục người, có nạn nhân là bạn thân, là người quen của mình. Cứu hộ cứu nạn các tình huống khác thì nhiều lắm. Còn về việc tìm vớt thi thể thì trước đến nay mình tham gia tìm vớt được rất nhiều nạn nhân. Có thi thể dưới giếng sâu 40 mét. Theo Cục Cảnh sát, Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, Đại uy Hiếu từng tham gia nhiều vụ cứu nạn cứu hộ lớn nhỏ, cứu sống nhiều người và đã được đơn vị biểu dương về công tác cứu nạn cứu hộ, đồng thời là tấm gương sáng cho cán bộ chiến sĩ và người dân noi theo dư luận từ bắc tới nam mấy hôm nay dân gian với câu chuyện ấm áp khi nhiều sinh mạng được cứu sống bởi hành động xả thân của những người đàn ông nghĩa hiệp giống như lời khen của chủ tịch nước đây thực sự là những hành động dũng cảm nghĩa hiệp cao cả được nhân dân cảm phục trân trọng những tấm gương quen mình vì tính mạng của người bị nạn này trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống hy vọng rằng những hành động đẹp này sẽ lan tỏa nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống hơn nữa